Chào mọi người, quay lại kênh cần câu Nhật Bản của mình. Hôm nay mình lại có một số cần giới thiệu chi tiết cho mọi người xem, rồi mọi người xem mua ủng hộ mình nhé. Đầu tiên là cái cần số 1. Cái cần số 1 đây, ngoại hình của nó thì cái này thì còn khá là tốt, nhưng vì sao người ta đem sơn mất cái này đi, cho nên là nhìn nó hơi xấu. Ở đây thì người ta quấn nhờ này, quấn nhờ này. Đây, cái này chất liệu phíp đỏ nha mọi người, phíp đỏ bát rồi, bát Fuji F6 F7 Fuji F7, người ta sơn nhũ hết rồi. Đây, cái này á thì là nặng 340 gram, đọt 29, vươn ra 36, thu về như thế này là 1,5 m. Đó, thu về thế này là 1,5 m nha mọi người. Đây, khuyên của nó thì có 1, 2, 3, 4, 5 khuyên. Khuyên cuối cùng là khuyên cái, thì khuyên cái này gặp được. Khuyên tất cả đều là khuyên Fuji đá xám. Ở đây là có kia bọc inox bảo vệ cân khỏi tước. Cái này là chất phíp. Đây, cân đây, cân đọt tháp chịu lực. Ok, mình sẽ cho mọi người xem các giống ở phía trong. 2 giống, 3 giống, 4 giống. Rồi, ok. Đây, cái này á, nếu như đẹp thì không bị sơn là mình bán 400. Nhưng mà cái này bị sơn nhìn nó hơi xấu nên mình bán 350 ngàn. Cái số 1, 350. Rồi, cái cân số 2 là một cái cân rút. Một cái cân rút cầu tay nha mọi người. Cân tay rút. Cái này thì theo mình thấy á, thì nó còn ngoại hình còn khoảng 60%. Phần cả này được bọc nhờ hết. Cái này thì nó không ghi thương hiệu gì hết, chỉ có tiếng Nhật thôi. Cái này chắc sử dụng thị trường nội địa Nhật thôi. Đây, cái này đọt, cái này thì nặng 200 gram, đọt của nó đọt mảnh 0.7, vươn ra là 4.3 m, mà thu về là 1.2 m. Đây, đọt mảnh của nó đây. Ok, một đốt. Mọi người xem các giọng phía trong luôn nhé. 2 giống 3 4 5, 5 giống. Cái này còn khá là đẹp nha mọi người. Chất liệu cái này thì cái này để mình xem chất liệu là gì nhá. Mọi người đợi một chút. Cái này chất liệu là phíp rồi. Đây, cái này cái số 2 mình bán 250. 250. Ok. Rồi, cái số 3 là một cái cân tay giả trúc. Toàn bộ từ đây đến tới trên đây người ta bọc nhờ hết. Cân này thì còn khá là mới, ngoại hình trên 70%. Cân này là cân Olympic nha mọi người. Cân Olympic. Đây. Cái này á, cái này nặng 540 gram, đọt của nó đọt 1:1, đọt 1:1, vươn ra dài 6 m, thu về như thế này là 1.3 m. Đây, đọt 1:1, ở đây người ta có bọc nhờ này này. Đây, bọc nhờ đồ keo. Chỗ này bọc nhờ đồ keo nhá. Bọc nhờ đồ kéo này không phải là gãy, mà hình như cái này người ta chắp đọt. Chắp đọt nha mọi người, chứ không phải là gãy nha. Rồi, để mình xem này. Ở trong đây, mọi người xem ngoài hình các giọng phía trong đó nha. 1 2 3 4 5 6 7 giọng. Giọng, các giọng ở phía trong con rất là đẹp. Đây, nhìn sáng bóng này. Chỉ ở ngoài thì nhìn hơi cục cục thôi. Đây,
đọt á, ở đây là vẫn là rộng này, đến tới đấy người ta chắp đột đặc này. Cái này hình như nhà sản xuất người ta làm chứ không phải tự làm lại đâu nha mọi người. Tự làm lại không đẹp như thế này đâu. Cái này ở phía trên này nổ đọt đặc. Cái này cái số 3 Olympic, cái này mình bán 500 nha mọi người. Cái này quá đẹp luôn. Cái số 3 500. 500. Rồi, số 4 là cũng là một cái cân Olympic luôn. Đây. Ngoài hình cái này thì con khoảng 60%. Bát là bát Fuji F7. F7 đây. Đó. Ok. 3m3 Hàn Quốc. Rồi, cái này nặng 250 g, đọt của nó tới 27 lần. Đây. Đọt 27. Đợi mình một chút. Đọt 27 vươn ra là 3m3, thu về ngắn nhất á là 1m2. Rồi, mình để mọi người xem cái đọt của nó này. Đọt 27 rất là cứng. Đây ha, đầu bu con đẹp. Này mọi người xem các giống phía trong luôn nha. 1 2 3. 3 giống 3m3. Rồi, cái này á thì khuyến á, đầu bu này này, đầu bu này là ở ngoài là sắt, ở trong là đá trắng. Đây, tới tiếp hai cái khuyến tiếp theo á là đá trắng nhưng ở ngoài là nhựa. Cái này bị bể mất rồi. Đây, ở đây thì bể mất đá rồi. Cái này ai lấy về á, coi như cân bây giờ đây, thay lại khuyên. Chất lượng của cân Olympic thì khỏi phải chế rồi nha mọi người. Chất lượng của cân Olympic thì khỏi chế rồi. Cái này lấy xem như về lấy cái cân trắng, rồi thay lại cái khuyên vẫn ngon, vẫn rẻ. Mình sẽ bán giá tốt cho mọi người về làm lại nhá. Đây. Cái này mình bán 300. Cái số 4 300. Rồi, giá tốt cho mọi người về làm lại cân, làm lại khuyên. Rồi, một cái cân lưu. Đây, ngoài thì nó như thế này nha mọi người. Đây. Cân này á nặng 100 g, đọt của nó là đọt 2.6 ly. Vươn ra thì cỡ là 1m6, 1m65. Thu vào là 87 sen. Đây. Bát ra bát vắn. Bát vắn này. Đây, lô 1m65, made in Taiwan. Made in Taiwan nha mọi người. Đây. Đọt của nó đây. Đọt này rất là cứng. Đây, đọt rất là cứng nha mọi người. Đây. Cái nó khuyến của nó toàn bộ đều là khuyến inox hết, không có đá bọc, không có đá trong. Đây. Đây. Cần hai khúc, cần đủ hai khúc. Cái này là cái số 5 này, cái này mình bán 220. Rồi, số 6 là một cái cân rút, cái cân câu tay rút, cái này là đây qua. Đây qua. Đây ngoài hình thì mọi người xem như thế này. Ở phần dưới này nó bọc nhờ hết. À, ở đây nó bị mất cái nút này. Mất cái nút này nha mọi người. Mất cái nút giữ ở phía dưới này. Người ta đang quấn keo ở đây, con này đều bọc nhờ hết này. Cân này cân đây qua, ngoài hình cân này á còn trên 80%. Cân câu tay rất là đẹp. Cái này á đọt của nó là đọt mảnh 0.9. Vươn ra 3m6, thu về như thế này là 1m2. Đọt 0.9, đọt mảnh này mọi người. Đó. Rồi, mọi người xem cận độ phía trong. 1 2 3 4 đột ở phía trong. Con rất là đẹp luôn nha. Ở phía trong con rất là đẹp, sáng bóng luôn. Đó. Cái này á thì là nặng 120 g. Nặng 120 g. Chất liệu của nó là fib nha mọi người. Chất liệu của nó fib.
Đó. Cây này là cây số 5. Cây số 5 mình bán 270. Rồi, số 6 là một cái cân. Cân này là của hiệu gì đây? Mình thấy nó ghi hiệu gì hết. Cân này cần rút cầu tay. Cần rút cầu tay. Cái này nặng 160 g. Đọt 0.8. Vươn ra xa, vươn ra dài là 4,4 m. Thu về là 1 m. Đây. Đọt 0.8, đọt mạnh. Chất liệu của nó fib nha mọi người. Đọt mạnh. Chất liệu là fib. Mọi người xem các đồ trời phía trong. 1, 2, 3, 4, 5. Ở phía trong còn rất là đẹp. Cân này á, theo mình nghĩ chỉ là cân nội địa, chứ không có ghi cân nội địa thì thường thường nó không có ghi xuất xứ hay cái gì hết á. Đây, ngang tới đây á, ngang tới đây, trở đây là đọt đạc này, đọt đạc này. Chất liệu cái này cũng là fib luôn nha mọi người. Còn nó chạy đâu rồi? Rồi, cái này là cái số 6. Cái số 6 này mình bán 250 nha mọi người. 6 250. Cái này ngoài hình thì còn khoảng 60%, nhưng ở phía trong thì rất là đẹp. Rồi. Số 7 là một cái cân ba khúc. Cân ba khúc cái này là của Olympic hay Đài Loan gì đấy. Ba khúc như thế này đây. Cái này không có ghi hiểu gì. Cái này nặng 300 g. Đọt của nó là đọt cứng 2,4 l. Vươn ra của nó là 2,7 m. Còn ba khúc như thế này là 102 cm. 102 cm nha mọi người. Tất cả ở đây đều có, các đầu đều có bọc nhựa và bọc inox chống chống bị tước. Khuyến của nó thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 khuyến. 9 khuyến ở ngoài là inox, ở phía trong là đá trắng. Đá trắng nha. Đây. Mọi người xem thử. Đâu. Rất là cứng nha. Đây. Cái này là cái số 7 rồi. Cái số 7 này mình bán là 450 nha mọi người. À, quên, cái bát này là bát Fuji FS7. Chất liệu inox không rỉ. Inox không rỉ nha. Rồi, cái số 7 mình bán 450. 450. Ok. Rồi, số 8 là một cái cân tay trợ máy. Một cái cân tay trợ máy. Cái này thì nặng 160 g. Đọt của nó là đọt 1,1 l. 1,1 l. Vươn ra là 2,4 m. Mà thu vào là 1,26 m. 2,4 m thu vào 1,26 m. Cân này cân Olympic nha mọi người. Mọi người xem qua này. Đó. Ngoài hình cái này á thì còn khoảng là trên 80%. Đây, bọc nhờ hết. Bọc nhờ hết. Ok. Bọc nhờ hết để mình rút ra cho mọi người xem. Trong này. Đọt 1,1 m. Đây. Này, khuyên ẩn. Ở đây được quấn cược xoắn hết này. Quấn cược hết này. Đó. Quấn cược. Tăng cái đồ cứng, đồ dẻo của cân, đồ cứng của cân. Đó, phần này. Còn từ đấy trở về á là cân. Cái này thì chất liệu cũng là fib luôn nha mọi người. Đây. À, này cái số 7 này mình cũng quên nói. Cái số 7 này hình như chất liệu cũng là fib này. Ở trên thì là đọt thủy tinh. Ở trên là đọt thủy tinh. À. Cái này chỉ có 2 độ thôi nha mọi người. Cái này chỉ có 2 độ thôi. Này. 2 độ. Bát á, bát của nó là Fuji FS6. FS6. Cái cân này nhìn khá là hiện đại.
vừa hiện đại mà vừa cổ điển. Nói chung là cái cân này mình nhìn là mình kể từ cầu tay trợ máy, cái cân này quả vip. Cái này thì mình bán là 350.000 nha mọi người. Cái số 8 350. 350. Rồi, số 9. Số 9 là một cái cân, cân này hình như cũng là cân Olympic, nhưng mà thấy người ta không có ghi cái gì hết. Chất liệu của nó fit. Cái này chất liệu fit nha mọi người. Ở dưới này cả này á là cả là bọc xốp da gỗ. Và chụp cửa đồ ra đó không được chú ơi. Vì con đem đi tốn ở ra ngoài hết rồi. Đem vô trong chụp đó nó hết rồi. Dạ dạ. Đây. Xốp da gỗ này. Rất là nhẹ. Rất là nhẹ nhá. Còn ở dưới đây thì không biết vì sao mà người ta quấn bằng keo ở đây, nhưng mà cái nút ở phía đây vẫn, nút ở đây vẫn còn, nhưng mà sao người ta cũng đang keo ở đây rồi. Đây. Cân này á thì là nặng 240g, đọt của nó đọt 0.9, vươn ra là 5m2, thu về là còn 65 phân thôi. Cân này mà đem đi câu dấu vờ thì quá đẹp. Đây, đọt 0.9, đọt mảnh nha mọi người. Một này, này nó cháo chuột, nó cháo chuột từng lý từng tí một, thậm chí ngay chỗ cái này đọt đặc rồi này, ngay chỗ đây nó vẫn đang con bọc inox không rỉ ở đây. Đây, đây bọc cường lực, lực inox không rỉ hết cho mọi người. À, mình quên để mấy khúc. 1 2 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10 khúc nha mọi người. 10 khúc. 10 khúc. Các khúc ở phía trong á, các giọng ở phía trong á, con đẹp hết. Cái này cũng chất liệu fit luôn. Fit. Đó. Rồi, ok. Cái này khá là đẹp. Cái này quá chuẩn để đi câu luôn. Đọt này. Này. Chỉ có cần xin á, người ta mới cháo chuột tới từng lý từng tí một như thế này. Đây, đây ngay cả cái giọng nhỏ như thế này vẫn đang có kia bọc bọc inox nha mọi người, cường lực bảo vệ chống tước. Cái này cái số mấy rồi nhỉ, 9. Cái số 9 này mình bán 350.000. Ok rồi, một cái Olympic 4m rưỡi, ngoài hình cái này còn khoảng 70%. Đây, còn khoảng 70%. Cái này á thì nặng 200g, đọt của nó là đọt 1.1, đọt 1.1 vươn ra là 4m rưỡi, thu vào như thế này 84 cm nha mọi người. Đây, đọt đây, đọt cái cần tay, đọt dẻo. Một, mọi người quan sát cái ngoại hình các giọng ở phía trong luôn nha. Hai, cái này cũng chất liệu fit luôn. Hai, ba, ở trong con khá là đẹp. Bốn, năm, sáu, sáu đốt nha mọi người, sáu đốt cân Olympic. Đây, để cho mọi người xem. Đây. Fit. À. Này, logo của Olympic này. Cái này là cái số 10, mình cũng bán 350 nha mọi người. 10. 350.
Rồi 11. Một cái cân này là chính xác cân bạo lực rồi. Hay nó nặng lớp. Không nói gì chứ cũng 960 gram bao gồm cả cái bọc này. Đây, phíp đỏ. Phíp đỏ nhá. Tất cả khuyến của nó đều là khuyến inox không rỉ, không rỉ nha mọi người. Ở trong này người ta làm bằng inox luôn chứ không phải bọc không phải lọc bằng đá nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đồ bù đá hướng. Đây, bảo vệ nữa. Cái cân này đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn á. Phải nói là đẹp tuyệt vời luôn á. Đây. Tất cả phần ngoài của cái giống ngoài cung của cân á đều được bọc nhờ hết. Tất cả nhá. Đây, treo này này. Bát của nó là Fuji F8. Ủa? Fuji F8. Đó. Cái này á, ngoại hình của nó theo mình thấy á thì còn phải trên 80%. Cái này đọt của nó tới 2.5 lần. Dài vươn ra 5.2, thu về là 1.2. Ủa sao 1.2? À đúng rồi, 1.432. Không, 1.1. Thu về là 1.1 nha mọi người. Thu về 1.1. Đây, bây giờ mọi người xem các giọng ở phía trong nha, xem đọt trứng nha. Đây, đọt này đọt cứng. Đọt cứng này. Đây, khuyên này khuyên trượt. Một giọng. Hai. Ở trong con rất là đẹp. Một khuyên trượt này này. Ba. Một khuyên trượt này này. À không. Bốn. Năm. Năm đốt. Năm đốt, 5.2 nha mọi người. Cần này thì mình nghĩ là quân cần đai qua. Nhưng mà nó không có ghi là hiểu gì hết. Chỉ có cái dòng chữ này thôi. Cái này thì mình thấy giống khá giống kiểu đây quá. Chất liệu của nó cũng là phích đỏ. Cái này là chính xác là một cái nồi đìa không có chạy đi đâu được hết á. Đây, một cái nồi đìa. Rồi, ok. Cái này cái số mấy đó ta? 11. 11 mình bán 750.000. Cái này đúng người chơi thì 750.000 là quá rẻ này. 11 hay 12 ta? Được rồi, để đơn số rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Thế rồi mình đánh 2 số 5 nha mọi người. Mình có đánh 2 số 5. Thì mọi người khi mà mua hàng á, thì nói rõ là cân số 5 cần lưu và cân số 5 cần tay để cho người bán người ta biết người ta check hàng nha mọi người. Đây 11. Rồi 12 là một cái cân 3 khúc. Cái cân 3 khúc ngoài hình nó như thế này đây. Ở cán này là cân gỗ này. Cái này cân gỗ này. Cái này thì ngoài hình theo mình thấy á, theo mình thấy là ngoài hình cái này còn phải là trên 60%. Ở các cái đốt này đều là inox hết nha mọi người. Các cái phần tiếp nối á đều là inox hết nhá. Inox không rỉ nhá. Bát của nó là bát inox không rỉ, bát vằn inox không rỉ. Đó. Sakura, cân Sakura. Đây. Inox không rỉ hết. Khuyên inox ở trong là lọt đá. Ủa, đầu bu là inox trong lọt đá trắng. Còn các khuyên ở đây á, các khuyên ở đây thì hai khuyên lọt đá trắng, một khuyên lọt đá đen. Cái cân này nặng 200 gram, đọt của nó tới 23 lần, vừa ra 24, thu vào là 84 sen. Như thế này 84 sen này mọi người.
Ok. Để mình cho mọi người xem cái đỏ. Đây. Đỏ 24 nha. Cứng. Ok. Đây, thông tin thì mình có nói đầy đủ cho mọi người hết rồi nha. Cây này cây số 12 mình bán 300.000. 12 300. Ok. 13. 13 là một cái cân đai qua. Ngoại hình cây này còn khoảng trên 60%. Cân rút. Tay trợ máy đây. Cái này á thì là xem này, tất cả đều là cái bọc ở ngoài đều là nhựa hết nhá. Nứt này, nứt này, khuyên nhựa, nứt này, nứt này. Nứt nứt nứt. Nứt hết chỉ còn ba cái là không sao thôi. Đây ở trên là đầu bú á, là sắt. Là inox. Còn đá thì tất cả cái này đều con đá nha, đá trắng hết nha mọi người, tất cả đều là đá trắng hết. Đây qua. Cái cân này á là nặng 300 g, đọt của nó là đọt mảnh 0.8. 0.8 rất là nhỏ. Đọt này đọt cấu cầm giác rồi. Đây, dài 52, thu về như thế này là 86 cm. 86 cm. Rồi mọi người xem đọt của nó này. Đó. Ok. Khuyến thì ở đây mình đếm khuyến cho mọi người thấy luôn. 1 2 4 6 8 10 11 khuyến. Khuyến nhựa bị nứt hết rồi này. Rồi, mọi người xem hết các giọng ở phía trong à đều. Cái này. Bát EB6. Bát EB6, cái này không phải Fuji Super Bát. Như đây. À FK, bát FK. FK thì cũng ngon. FK nồi đĩa rồi. Một. Mọi người xem ngoài hình các đồ đời phía trong đó nhé. Con rất là mới. Đọt này đọt đặc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 giống nha mọi người. 7 giống vươn ra là 52. Như thế này là 86 cm. Rồi. Một cây cân đây qua. Cây này á là cây số 13, mình bán 300.000 nhá. Rồi, 14 là một cây cân tay. Ở đây được bọc nhựa này. Đây là bọc nhựa. Đây, chất liệu của nó fib. À, để mình nói luôn. Cây này là mình cũng nhớ cái này, không biết cái này fib hay là sợi thủy tinh nữa. Nhưng mà hình như cái này là sợi thủy tinh nha mọi người. Đây số 12 á, à số 13. Còn cái này là fib đây này. Cái này là fib này. Đây bọc nhờ ở đây. Ngoài hình cái này á thì còn khoảng 60%. 60%. Cái này cũng giống cái hồi nãy á, là nó cháo chuột rất là kỳ. Đây. Tất cả đều là bọc. Bọc giá cường lực bằng khuyến inox hết cho mọi người. Rồi, để mình đọc thông số của cây này cho mọi người xem. Cái nào đó mình sẽ cho mọi người xem các giọng ở trong, ngoài hình các giọng phía trong. Cây này nặng 180 g, đọt của nó đọt 1 ly, vươn ra là 4.3, thu vào như thế này là 98 cm. Đọt 1 ly này. Đây. Đây. Cái này á là đọt này á, phần này là vẫn là của cân này, cân bên đây này. Đấy á, là người ta gia công đọt thủy tinh, đọt cứng. Đọt này, phần này trở nên là đọt đặc này. Khi người ta gia công á, sẽ bọc nhờ thế này. Cái này là nhà sản xuất làm chứ không phải là mình tự chế đâu nha. Cũng phải gãy đâu nha mọi người. Đây, một này. Mọi người xem ở trong. Này, bọc rất là kỳ này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm, năm đốt. Năm giống, ở phía trong còn đẹp. Đó. Ở phía trong có đẹp lắm nha mọi người.
Rồi, cái này là cái số 14. Bán 280.000. Ok. 14 280. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ mình là 0786 55 5599. Cảm ơn mọi người nhiều.